Quảng Bình không chỉ nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp của biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn nổi tiếng bởi rất nhiều loại hải sản tươi ngon và phong phú. Và tôi được khuyên là nếu như muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị hải sản của Quảng Bình thì hãy đến thăm những quán nhậu của ven biển. Ở đây nào cua, nào ghẹ, nào ốc hương, nào tôm hùm, tất cả đều tươi giói, trông đã thấy mắt rồi. Nhưng những món này thì tôi đã có dịp thưởng thức ở các vùng biển khác, nên hôm nay tôi quyết định sẽ thử đèn biển, một món mà tôi chưa từng ăn bao giờ. Món này là món đặc sản biển Quảng Bình. Đèn này thì ở mỗi Quảng Bình có rồi chú, hay nơi nào cũng có? Đèn này thì nói chung biển thì đều có đèn, nhưng mà riêng đèn Quảng Bình là nó ngon hơn. Ngon hơn? Vì sao? Vì như đồ mặn ở đấy, nó phù hợp kiểu sao đó, thấy con chim ngon ạ. Mực nó cũng dày mà đèn nó cũng ngon hơn. Đó. Mình bắt lên kiểu gì hả chú? Bắt nó bằng cách là mình chụp ngay cái đầu. Nó bằng tay không ạ? Bằng tay không. Nó có này cắn không? Nó cắn nó độc. Mình biết cách. Chú bắt thử đây nào. Em thích muốn thử không? Bay. Chụp một phát ngay cái đầu. Nhất điện. Quay lại cắn. Là vào nhà thương. Nó độc lắm. Chết không ạ? Chết người. Nếu không kịp thời là chết người ngay. Mà chính cái độc đó mà tốt. À thế nó mới ngon đúng không? Thế thôi, chú bắt đây cháu không bắt được đâu. Trong lúc chú Dũng chuẩn bị làm đèn thì tôi đi giúp chú hai lá lốt và sả, hai gia vị rất quan trọng để làm món giam đèn theo kiểu của người Quảng Bình. Hái sả được rồi. À đấy rồi, bây giờ mình tiến hành vào làm đèn. À chú em đây, cho xem chú làm đã. Đây mình lấy mật đúng không chú? Ừ. Nhật mật là chỗ này. Mật nằm ngay chính giữa. Sao chú biết ạ? Nghề nghiệp thì phải biết. Điều hai màu đặc biệt. Ồ đẹp thế. Quá đẹp này. Từ lúc mình vào làm con đèn là trùng qua được sôi. Xong rồi là mình cao cho cái lớp đây, lớp này, đây, thấy không? Thử làm đi. Ừ. Mình cạo này thôi vậy ạ? Ừ, cạo đấy. Cắt nhỏ này xong rồi mình bấm. Xong mình bấm ra thế ạ? Rồi, bây giờ chú bấm xong cái này rồi. Bây giờ cháu lại thả nhỏ ra, xả, bấm mình. Rồi. Với là lột nữa. Rồi. Này là đủ rồi. Mình thái nhỏ ha. Thái nhỏ, băm mình. Cũng thế luôn. Như vậy là tôi với chú Dũng đã trộn xong các loại nguyên liệu với cả thịt của đèn. Còn bước tiếp theo sẽ là làm giam đúng không chú? Cuộn lại. Một cái bánh đa, một cái là lốt. Một cái đa, một cái bằng ngang với này. Không phải cho cái này vào. Đây, chăn chặt. Ồ, đấy không chú? Ừ. Như vậy tôi đã dán xong đĩa giam đèn, mùi rất là thơm. Ngon chú ạ. Bây giờ ăn món giam đèn thì mình phải làm một tỷ rượu này. Rượu không tanh chú ạ, rất là vừa và nhẹ, uống dễ uống. Nếu mà dùng được uống cái rượu này thường xuyên ạ, ngày nào uống khoảng một tháng là da dẻ nó khác hẳn đấy. Không hào hào đẹp đẹp à. Nhiều cô thích đấy. Rồi, sức khỏe nhá, ăn ngon nè. 2, 3, vô!